How old are you? Em mấy tuổi rồi? Người ta hỏi câu hỏi kìa. Trả lời đi, em mấy tuổi rồi? This is only to help you. 23 tuổi. She's 23. Education? Học tới lớp mấy rồi? Lớp 8. Not even high school. Why do you wish to come to America? Muốn qua Mỹ làm gì? Trả lời ngay. Anh của tôi ở đó, ở Texas. Anh ở đó 6 năm rồi. Anh đi trước để chuẩn bị cho gia đình qua. She has a brother in Texas. Where's the rest of your family? Gia đình còn lại đang ở đâu? What does your brother do for work? Nghề làm của anh là gì? Anh của tôi đi đánh cá. Fisherman. Anh bây giờ đang ở đâu? Thành phố nào? Một người đi đánh cá với anh, quen từ ở nhà thờ. Ông cho anh ở đây. Chỗ này không có lớn bao nhiêu, nhưng mà tạm đủ. Em xin lỗi anh. Tại sao em xin lỗi anh? Tại bây giờ ông nói giọng Huế hả? Bây giờ anh thích coi bóng chày à? Thì anh coi cho nó đỡ buồn thôi. Những cái này là cái gì vậy anh? Nó ngon, nó dễ ăn. Đồ ăn Mỹ. Những cái này là đồ ăn Mỹ. Chỗ này của em nè. Khi nào chúng mình bắt đầu? Bắt đầu cái gì em? Ngày mai, em muốn đi với anh trên tàu. Như hồi xưa em hay đi với anh. Không, em nên nghỉ đi. Em muốn đi. Vậy thì anh sẽ đánh thức em dậy sáng sớm trước khi mặt trời mọc. Sẽ giống như hồi xưa em hay đi với anh. Gần giống. Chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thắp sáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, người xe như nước trên đường vẫn qua màu, người già thăm bến câu chào nói xôn xao. Anh lấy cà chua với rau diếp cho anh. Bỏ tôm trước, ba con tôm. Không có thể nào qua nước sót được. Bỏ chút thôi. Bỏ nhiều chút nữa. Thôi được rồi. Thêm chút nữa. Một tình yêu mê. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Chỗ này là chỗ gì vậy anh? Theo anh muốn cho em xem cái này một chút. Chỗ này của mình, anh mới mua nó. Tại sao anh lại mua nó? Anh muốn mở một nhà hàng bình dân ở trong khu này. Mình có set truck rồi anh, đầy đủ rồi. Mình không thể nào làm cái đó lâu dài được đâu em. Nguyên chỗ này là chỉ để bán bánh mì. Mình có thể bán được mấy món khác, những là bánh mì hamburger, khoai tây chiên, những mấy món đơn giản để bán. Em ghét những cái đó. Nhưng mà mấy cái món đó mình bán được. Em muốn học gì từ từ đẹp đó? Học thêm thì đâu có mất mát gì đâu em. Người ta sẽ khi dễ anh đó. Hương vị cũng ngon, đậm đà. Ai vậy anh cách làm món này vậy? Don't be mean. Thank you. Have a nice day. Sai không? Tôi sẽ trở lại. Mình cần thêm chân tôm và cá. Ủa mình bán công chiên khi nào em? Okay, what's going on? You got a permit? Permit? Well, you can't just sell food out of this truck in this lot. There are legitimate businesses here trying to make a living. Cái gì anh? Listen, get a license or get out. Okay? Now, or I call the police. Ra anh ở bên ba má, giúp đỡ ba má. Nhiều ba má còn đây, ba má sẽ rất hạnh nhiên với anh. Anh chỉ nghĩ nếu mà ba má còn đây, ba má sẽ nghĩ sao, sẽ nói gì? Ba má sẽ nói anh cứ làm đi. Làm cái gì? Nhà hàng của em. Mẹ em nghĩ sao? Em đã nghĩ sai. Em xin lỗi anh. Đừng xin lỗi anh. Em không cần xin lỗi anh. Em sợ quên đi những gì em biết.
Những gì em nhớ, em quen ở quê nhà. Em không muốn mất nó. Anh có biết anh đã quá vội để theo văn hóa ở đây, để quên đi cái nỗi buồn. Mình sẽ không lại lại ở đây đâu anh. Anh có thấy bao nhiêu người đã đến ngày hôm nay không? Mọi người đều muốn một tí hương vị quê hương. Đoán rất là ngon đấy. I'm Franklin Cobb with the Port Arthur News, sir. Excuse me, are you the owner here? My sister and I. I'd also like to write about the place in our newspaper. Couldn't hurt your opening. Do you mind? We'd be honored. Thank you. Great. What's your names? Tan Yui Ngô. My sister, Thuy. Can you help me out with that? So, are you Vietnamese? Yeah. Yeah. What do you think of Texas? Ông biết em nghĩ Texas sao? Home. Yes, ma'am. All right. One, two, three.